Cô chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn được gặp nhau ở tiết tập đọc lớp 4 tuần 8. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học là bài Nếu chúng mình có phép lạ của tác giả Định Hải. Chúng ta cùng tìm hiểu xem các bạn nhỏ trong bài này mong muốn thực hiện những điều gì khi trong tay có phép lạ nhé. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang 76. Nếu bạn nào không có sách thì quan sát trên màn hình cùng với cô. Các bạn nghe cô đọc mẫu một lần nhé. Nếu chúng mình có phép lạ. Nếu chúng mình có phép lạ. Bắt hạt giống nảy mầm nhanh, chớp mắt thành cây đầy quả, tha hồ hái chén ngọt lành. Nếu chúng mình có phép lạ. Ngủ dậy thành người lớn ngay, đứa thì lặn xuống đáy biển, đứa thì ngồi lái máy bay. Nếu chúng mình có phép lạ, hái triệu vì sao xuống cung, đúc thành ông mặt trời mới, mãi mãi không còn mùa đông. Nếu chúng mình có phép lạ, hóa trái bơm thành trái ngon, trong ruột không còn thuốc nổ, chỉ toàn kẹo với bi tròn. Nếu chúng mình có phép lạ. Nếu chúng mình có phép lạ. Định Hải. Đây là nhà thơ Định Hải đấy các bạn. Tên thật của ông là Nguyễn Biểu. Ông sinh năm 1937 tại Yên Định, Thanh Hóa. Ông được mệnh danh là người hát thơ cho thiếu nhi hay nhất đấy. Ông còn có bài thơ Trái đất này là của chúng mình đã được phổ nhạc rồi đấy các bạn. Cô mời các bạn đọc thầm lại bài thơ một lần và các bạn nhìn xem có từ nào các bạn khó hiểu thì các bạn hỏi cô nhé. Cô mời các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần luyện đọc nhé. Đầu tiên cô có một số từ khó. Phép lạ. Phép lạ đó là một khả năng huyền bí tạo nên những điều kỳ lạ. Hái chén ngọt lành. Hái ở đây có nghĩa là kiếm được thật nhiều một cách dễ dàng. Chén ở đây không phải là chén bát ăn cơm các bạn nhé. Chén ở đây có nghĩa là ăn. Tác giả dùng như một thú vui. Hái chén ngọt lành có nghĩa là kiếm ăn được những trái ngọt lành. Trái bom. Trái bom là một loại vũ khí bằng kim loại, bên trong có chứa thuốc nổ, thường do máy bay thả xuống. Các bạn chú ý, khi đọc từ trái bom thì các bạn chú ý từ bom. Chúng ta đọc bom chứ chúng ta không đọc bom các bạn nhé. Các bạn đọc theo cô. Trái bom. Trái bom. Trái bom. Tiếp theo, thuốc nổ. Thuốc nổ là một loại hóa chất có tác dụng phá hoại và sát thương bằng sức ép của nó khi bị gây nổ. Chú ý khi chúng ta đọc từ thuốc nổ. Chú ý thuốc chứ không phải thuốc các bạn nhé. Các bạn chú ý thuốc nổ. Các bạn đọc theo cô nào. Thuốc nổ. Thuốc nổ. Thuốc nổ. Nào, bây giờ chúng ta qua luyện đọc câu. Đây là bài thơ theo thể thơ lục ngôn, mỗi dòng có 6 chữ. Vì vậy chúng ta có thể ngắt nhịp đọc theo nhịp 2, 4 hoặc 3, 3 các bạn nhé. Cô
cô sẽ đọc mẫu các bạn nghe. Chớp mắt thành cây đầy quả, ngủ dậy thành người lớn ngay. Hóa trái bom thành trái ngon, trong ruột không còn thuốc nổ, chỉ toàn kẹo với bi tròn. Nào, cô mời các bạn đọc lại cho cô nhé. Bây giờ cô mời các bạn đọc lại toàn bài. Khi đọc, các bạn cần đọc với giọng hồn nhiên, vui tươi và ngộ nghĩnh, thể hiện được niềm ao ước, thiết tha của các bạn nhỏ khi có được những điều ước. Các bạn lưu ý một số từ cô đã in nghiêng để các bạn đọc cho đúng nhé. Cô mời các bạn đọc. Sau khi chúng ta đã đọc thật hay bài rồi thì chúng ta vào phần tìm hiểu bài. Các bạn cần hoàn thành 4 câu hỏi có trong bài. Cô mời các bạn đọc thăm và hoàn thành 4 câu hỏi nhé. Sau đó chúng ta sẽ sửa từng câu. Cô mời các bạn. Chúng ta bắt đầu sửa bài nào các bạn. Chúng ta vào câu 1. Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài? Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì? Câu thơ được lặp lại nhiều lần trong bài đó là câu "Nếu chúng mình có phép lạ". Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên ước muốn của các bạn nhỏ rất tha thiết. Chúng ta bắt đầu qua câu 2. Tương ứng với mỗi hình tam giác sẽ là một khổ thơ của bài "Nếu chúng mình có phép lạ". Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Vậy chúng ta sẽ nhìn xem mỗi hình tam giác là một ước mơ nào của các bạn nhỏ nào. Ước mơ thứ nhất, ước cây mau lớn, nhanh cho quả ngọt. Ước mơ thứ hai, ước trở thành người lớn để làm việc. Ước mơ thứ ba, ước không còn mùa đông giá lạnh. Và ước mơ thứ tư, cũng là ước mơ cuối cùng, đó là ước không còn chiến tranh. Như vậy, ở mỗi khổ thơ, các bạn đều có những ước mơ khác nhau. Nhưng tất cả những ước mơ đó đều là những ước mơ lớn, những ước mơ cao đẹp. Cô sang câu 3. Đây là khổ thơ thứ 3 và thứ 4 của bài thơ. Các bạn đọc và cho biết bạn hiểu cách nói của tác giả. Ước không còn mùa đông và ước hóa trái bơm thành trái ngon như thế nào? Ước không còn mùa đông có nghĩa là thời tiết lúc nào cũng dễ chịu, ấm áp,
không còn thiên tai, tai họa đe dọa sự sống của con người. Ước hóa trái bơm thành trái ngon có nghĩa là ước thế giới hòa bình, không còn bơm đạn, chiến tranh, con người được ấm no, hạnh phúc. Trong bài có 4 khổ thơ và mỗi khổ thơ sẽ là một điều ước. Vậy, ước mơ nào trong bài các bạn thích nhất và vì sao các bạn thích ước mơ đó? Các bạn thử suy nghĩ nhé. Sẽ có ước mơ đầu tiên, đó là ước cây mau lớn, nhanh cho quả ngọt. Vì các bạn thấy các bác nông dân làm việc vất vả, dầm mưa dãi nắng, chăm sóc bón phân, mất rất nhiều thời gian mới thu hoạch được, nên các bạn ấy mong cho cây mau lớn, cho nhiều quả ngọt để các bác nông dân đỡ vất vả hơn. Cô qua ước mơ thứ hai, đó là ước mơ trở thành người lớn để làm việc. Để các bạn có thể có những công việc có ích cho mọi người, có ích cho xã hội. Đây là một ước mơ thiết thực phải không các bạn? Ước mơ thứ ba, đó là ước mơ không còn mùa đông giá lạnh. Các bạn nhỏ mong ước trên trái đất này không còn mùa đông giá rét, không còn thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần đe dọa đến mạng sống của con người. Luôn mong ước con người sống trong điều kiện thời tiết ôn hòa. Đó là một ước mơ vô cùng ý nghĩa các bạn ạ. Còn đây là gì các bạn biết không? Đây là trái bom trong chiến tranh đấy các bạn ạ. Để không còn nhìn thấy cảnh chiến tranh xảy ra ở mọi nơi, các bạn nhỏ của chúng ta đã ướp trái bơm hóa thành những viên kẹo và các loại trái cây. Các bạn nhỏ muốn gửi thông điệp đến toàn thế giới cần sống trong hòa bình, nhân ái và đoàn kết. Sau khi đọc và tìm hiểu bài về bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ, thì chúng ta thấy nội dung chính của bài thơ nói lên ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ cô sẽ đọc lại bài một lần nữa. Các bạn chú ý, khi đọc các bạn cần đọc với giọng hồn nhiên, vui tươi, ngộ nghĩnh các bạn nhé. Nếu chúng mình có phép lạ, nếu chúng mình có phép lạ, bắt hạt giống nảy mầm nhanh, chớp mắt thành cây đầy quả, tha hồ hái chén ngọt lành. Nếu chúng mình có phép lạ, ngủ dậy thành người lớn ngay, đứa thì lặn xuống đáy biển, đứa thì ngồi lái máy bay. Nếu chúng mình có phép lạ, hái triệu vì sao xuống cung, đúc thành ông mặt trời mới, mãi mãi không còn mùa đông. Nếu chúng mình có phép lạ, hóa trái bơm thành trái ngon, trong ruột không còn thuốc nổ, chỉ toàn kẹo với bi tròn. Nếu chúng mình có phép lạ, nếu chúng mình có phép lạ, Định Hải. Nào, cô mời các bạn đọc diễn cảm nào. Cô mời các bạn. Có thể đọc thuộc lòng bài thơ không? Đây là một số từ khóa có trong bài. Các bạn có thể đọc nhẩm theo rồi thêm các từ thiếu để hoàn thành bài thơ nhé.
Còn nếu bạn nào đã thuộc thì các bạn có thể nhắm mắt lại, thư giãn và đọc đi nào. Cô mời các bạn. Các bạn vừa học xong bài tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ. Bài thơ nói lên ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Vậy nếu em có một điều ước, em sẽ ước điều gì và vì sao em chọn điều ước đó? Để đạt được ước mơ đó, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì? Hiện tại chúng ta đang trong thời gian giãn cách xã hội, thực hiện 5K để phòng chống dịch bệnh. Vậy các bạn có ước mơ gì cho những ngày sắp tới? Các bạn nói cho cô và mọi người nghe nhé. Cô cũng mong rằng điều ước của các bạn mong cho dịch bệnh mau chấm dứt, mọi người khỏe mạnh, tất cả học sinh được đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và còn nhiều điều khác nữa. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn về nhà nhớ đọc lại diễn cảm bài và học thuộc lòng bài thơ nhé. Cô hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau. Cô mến chào các bạn.